À, bây giờ anh cảm thấy là, là tôi vẫn là vị trí hàng đầu này kia hay là ừ, thật ra là cũng tới một cái thời mới rồi uh -huh. và thí dụ như nhiều người cùng nói anh như vậy thì anh sẽ cảm nhận như thế nào? À, thứ nhất là hưng là một người rất tỉnh táo nha, rất công tâm và sòng phẳng với bản thân mình. Yeah. Không bao giờ hưng để cho cái áo ảo tưởng nó cứ thể chùm lên đầu mình bất kỳ lúc nào không bao giờ có. Hưng quan sát không biết chứ, quan sát không biết chứ. Đó mình phải xác nhận là ồ oh, có những giai đoạn cái thời rực rỡ của mình á nó đi qua là có có chứ nhưng mà cái xô diễn bây giờ không biết nói sao luôn á mình rõ ràng mình tự nhận thấy cái rực rỡ nó đi qua nhường chỗ cho những em trẻ bây giờ tung cái gì ra cái là người ta rầm 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 liền nhưng mà bây giờ xô diễn của hưng nó liên tục nó đều đặn cả năm này qua tháng nọ không khiếp nào nghĩ được hết trơn á thì hưng, hưng, không biết trả lời cho mình đó là là thời qua chưa hề thời còn tại vì những cái show quảng cáo có nhá, những cái hình ảnh đại diện cho các thẩm mỹ viện rồi sản phẩm rồi những cái nơi bất động sản hay là kinh doanh tất cả những event nó liên tục luôn nó hơn nhiều 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 rất nhiều những ca sĩ mà đang hot cực hot nó thiệt đơn giản thôi mình nói mình không phải mình nói xin thức hoa cho người mình ví dụ những cái bất động sản những cái event đó không thể nào mà người ta đi mời một ca sĩ có lớp khán giả toàn con nít không đúng không? Dạ. Không phải nào mọi ca sĩ đã tới, họ thử mời rồi gãy chương trình, khách đứng lên đi về hết. Những người mua nhà, mua vàng, mua kim cương, mua xe, đó những cái bất động, những cái event nó lớn mà diễn ra là mời ai mời ai là bố mẹ của các em đó không à? Những người có tiền, những người có mua được, mà những người đó thì gu cái nhạc của họ là ai? Không thể nào là gu nhạc của ca sĩ trẻ được, phải là ông Hưng, bà Tâm, ông Quang Dũng, bà Lệ Quyên, đó. Hưng Học Hà, đó phải là cái, cái gu đó thì họ phải đáp ứng được cái, cái khách hàng mong muốn khách hàng tới chứ. Đúng yeah. không? cho nên là cái số rất nhiều quà liên tục qua năm này tháng nọ phòng trà cứ réo năng nỉ sinh lịch miết từ bắc chí nam đó, từ mỹ cho tới châu âu nước nào cũng kêu đi hết thì anh cũng thật sự cũng chưa không biết trả lời mình hết thời chưa còn thời nhưng mà là qua thời yeah. nhưng mà để nói mà công tâm cái mà hô mưa gọi gió làm rầm làm rộ tung một cái gì ra cũng hết thì nó không được như ngày xưa nữa yeah. anh đã từng ví dụ thẳng thắn một cách nhé ví dụ cho một ngày một ngày luôn nha ba ngôi sao lớn kỳ cựu ra ba mv cũng ngày hôm đó có một ngôi sao trọi á ví dụ như sơn tùng đi yeah. nó ra luôn ba cái người này cộng lại view không bằng góc nhóc luôn nó là vậy mà yeah. mình phải tỉnh táo chính vì tỉnh táo và phải công tâm và song phẳng mình anh mới có rất nhiều đêm ngồi trên máy tính ngồi trên mạng để xem thử tại sao nó hot tại sao bài là kia hay tại sao bài nọ hay tại sao người ta nghe nhiều thì mình phải đứt tất cả được lý do hết mình đừng có ngồi đó mình nói là ô tôi là ông này tôi là bà kia tôi là số 1 tôi từng là ngôi sao này người kia phải hát theo kiểu của tôi đừng có làm kiểu đó nữa là mình tự đang siết cổ mình chết không bao giờ có chuyện xảy ra được yeah. giống như ngày xưa khi anh nổi lên ai cũng khó chịu ai cũng quằn hoại cái uh, la ó mà họ không biết lý do họ không cần biết lý do phải có lý do chứ là lúc đó thời điểm đó họ đang cần một cái gì đó mới mẻ một cái gì đó khác lạ thì anh là khác lạ ở thời điểm đó đó thì sau này người ta cần một cái khác hơn nữa thì sân tùng xuất hiện là khác lạ yeah. à, quá xuất sắc luôn yeah. à, thì đó là một cái sự thay đổi rất rất bình thường không có gì hết trơn á cho nên đối với anh anh thấy uh, cái mà uh, làm sao mình vẫn được trụ lại với nghề nè đó bây giờ mọi người cứ làm một cái bài tính thử một cái số lớn nha để dăng một cái poster lên thì thử hỏi cái tên mình á hưng tâm dũng ở thời điểm này ha hồng ngọc hà lệ quyên sẽ nằm ở đâu thì mọi người tự biết